Mình thấy có chỗ bán đồ hàng bãi chìa khóa đâu nè các bạn, để mình qua mình xem thử nha. Mình xem thử coi người ta bán ký hay bán gì như thế nào nha quý vị và các bạn. Ủa cái này bán sao vậy anh? Ui, bán sao hả? Mỗi cái mỗi giá anh ơi. Mỗi cái mỗi giá hả? Mình thấy có cái loại này nè, cái loại này đã nè. Cái loại này là dặn hai chiều à, 17 với 21 à. Nó có đồ gạt nè. Cái người cái xui. Ủa anh, nếu mà cây cỡ này là bao nhiêu tiền? 17 21 nè. Cân ký, cái này là cân ký hả? À, tức là cái này là ký nhiêu? Ký 200.000. À, ký 200.000 phải không? Còn cái sơn bên kia rồi. Cái đó là hàng mới. À, hàng mới luôn hả? À, cái đó là hàng mới, còn là hàng cũ. Cái này là 17 với 21, nó không có đồ lớn anh ta. À, cái này 17 với 22. Cái cây này nặng ghê luôn. Cái đa số nằm 17 21 không luôn. À, có 17 với 19 lấy một cây. Ở này 17 21 không nè. Ờ, cái này 19 21. Tại cần cái 19 mình xài nhiều quá. Mốt thì ít xài, không xài tới. Cây 17. Mốt cho 26 nó vòng trong luôn nè, sát trong luôn. Thank you.
hàng mới là mình coi thử nó có mà. Còn này 14, 17 nè. Cái này của anh là ớt, cái này cũng không biết của con nào ha. Cái này 14, 17 là cây này nhiêu tiền ta? Trăm ba hả? Cái này là của thằng nào ta? Đài Loan hả? Cây này là 130 nữa các bạn, 14, 17 nè. Còn cái này 250 luôn hả? Nó nhiều loại quá mà bán có loại hả? Chìa khóa bên kia, cần kéo vít đồ đủ loại luôn ha, có thước ke nữa. Lấy cây này nha các bạn. Lấy cây 17 này nè. 17 này mình hay xài, hay nhớt đồ thường thôi. Lấy cây thôi. Cây này là ký 120 và cân ký hả? Đúng rồi. Ký 200. Anh cứ bỏ lên cân đi rồi mình 300g. 300g 60. Tại nhà cũng có, tại thấy mê mê ghé ghé coi. Ủa làm mình ở đâu đi bán, là có gây có ghé đây thường xuyên không? Ờ, cũng có ghé đây thường xuyên. À. Tuần 2 tuần ghé rồi. Đó là bãi này luôn hả? Dạ, em bán ở ngay cái ngã ba nè. Ngã ba. Ở trong này cũng là ngay được cháo nữa. Đôi khi có chỗ nào thì ngồi chỗ đó lên. À. Đi bán hàng rong mà. Đó là chỗ nào vắng vắng hay ngồi phải không? Đúng rồi. Anh là quay gì có thật? Này cũng là của Đài Loan hả, là của nào ta? Của Nhật hả? Dạ, của Nhật hết. Của mới là của Đài Loan. Đúng rồi, hàng mới là bên Nhật đúng không ta? Có xuất về đó. Rồi, đúng hàng mới, hàng Nhật đâu có đâu. Đúng rồi. Mất tiền lắm. Rồi. Bảy cây này của Nhật, còn cây mới thì nó tới 200 lần, nhưng mà cây mới là hai đầu, nó của Đài Loan, chỗ này là hàng Nhật. Này về để mình xài thử im không ha, im lần sau mình kiếm mình mua thêm ha. Rồi mình thấy mình ghé mình mua, mình thấy thì mình ghé mình lựa cho anh em xem vui chơi ha, thì đủ các loại nè. Quá trời luôn.
máy đầu dặn này của Nhật thì nghe im rồi. Có mấy cái mỏ lết lụa bự đó. Hàng là hàng mới thì cũng có nè, có hàng mới nhưng mà hàng mới này không phải của Nhật, hàng mới này của Đài Loan với là gì không à, tại vì nếu của Nhật nhập về thì mắc lắm. Anh em cũng không ai mua nên mua mấy cái hàng Nhật mà rẻ rẻ thôi. Cây này nãy là 300g 60.000. Rồi hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo của mình nha.